Chào các em. Hôm nay thầy làm một cái video chữa bài tập cho học sinh giỏi lớp 8. Đề bài như sau. B là oxit kim loại R chưa rõ hóa trị. Tỷ lệ phần trăm về khối lượng của oxy bằng 1 phần 8 phần trăm R. Tìm R và công thức hóa học của oxit. Như vậy chúng ta phải tìm ra giờ là nguyên tố gì, đúng không ạ? Và từ đó thì sẽ tìm ra được cái công thức hóa học của oxit do R kết hợp oxy. Thì lời giải của chúng ta như sau. Bước 1 là chúng ta đặt cái công thức hóa học của oxit do kim loại R kết hợp với oxy là RxOi. X là chỉ số cho biết số nguyên tử kim loại R. Y là chỉ số cho biết số nguyên tử oxy. Và điều kiện là các chỉ số này x, y thuộc n sao, tức là số nguyên dương khác không, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ đặt công thức rất tổng quát là RxOi nhé. Tránh trường hợp có người đặt là R2OX. Trường hợp này chưa tổng quát các bạn. Chúng ta ấn định cho chỉ số của cái kim loại là R này là 2. Thì nhỡ nó rơi vào Fe3O4. Nhớ nó rơi vào oxit sắt từ, đúng không ạ? Thì chúng ta đã ấn định cái chỉ số R này là 2 rồi. Số 2 này không thể biến thành số 3 được, đúng không ạ? Nhớ cái bài này nó là oxit sắt từ Fe3O4 thì chúng ta đã đặt là R2. Thì con 2 này không thể biến thành con 3 được. Bởi vậy, đặt công thức R2OX chưa tổng quát các em ạ. Chưa tổng quát. Ta bỏ. Vì khi nó rơi vào trường hợp Fe3O4 thì nó không đúng, đúng không ạ? Cho nên tổng quát nhất là RxOi. Các em lưu ý nhé, học sinh giỏi phải nghĩ ra được điều như vậy. Trường này tổng quát nhất, đúng không ạ? Tiếp sau đó, chúng ta dựa vào giả thiết. Giả thiết thì cho phần trăm về khối lượng của oxy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm ra được phần trăm về khối lượng của oxy là trong cái RxOi này. Cái khối lượng mol của RxOi chính là bằng R nhân X cộng 16 nhân Y, đúng không ạ? Khối lượng mol của RxOi bằng R nhân X. Chúng ta coi R chính là khối lượng mol của cái loại R đi. Vậy là R nhân X cộng 16 nhân Y là khối lượng mol của RxOi. Và khối lượng oxy ở trong đó là 16 nhân Y, đúng không ạ? Như vậy phần trăm về khối lượng oxy thì bằng 16 nhân Y là khối lượng oxy chia cho khối lượng mol của hợp chất là RX cộng 16y nhân 100%, đúng không ạ? Như đây chính là phần trăm khối lượng oxy. Và theo giả thiết thì nếu bảo bằng 1 phần 8, đúng không ạ? Phần trăm của kim loại R. Cái phần trăm của kim loại R thì bằng khối lượng của kim loại R là bằng R nhân X, đúng không ạ? Chia cho khối lượng mol của hợp chất là RX cộng 16y nhân 100%. Như vậy đây chính là theo giả thiết phần trăm về khối lượng của oxy, đúng không ạ? Thì bằng 1 phần 8 phần trăm về khối lượng của R. Đấy, các em lưu ý nhé. Phần trăm khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của oxy chia tổng khối lượng mol nhân 100%. Thì bằng 1 phần 8 phần trăm khối lượng của R. Phần trăm khối lượng của R thì bằng khối lượng của kim loại RRX chia tổng khối lượng của hợp chất, đúng không? Nhân 100%. Sau khi chúng ta nắm biết được điều đó thì chúng ta sẽ triển khai cho nó giải cái phương trình này. Thì từ đây chúng ta thấy 100% chính là 1, các em nhé. Các em hiểu rằng toán học thì 100% chính là 100 chia 100 là 1. Như vậy 16y chia cho rx cộng 16y là chúng ta có đây rồi, đúng không ạ? 100% là 1, chúng ta cũng không cần ghi nhé, không cần ghi. Bằng 1 phần 8, đúng không ạ? Nhân với lại rx chia rx cộng 16y nhân 100% thì 100% này cũng chính là 1. Chúng ta không cần ghi đấy nhé. Nhưng mà muốn nhân hai phân số,
thì nhân tử với tử của mỗi mẫu đúng không ạ? Như vậy 1 nhân Rx thì bằng Rx 8 nhân Rx cộng 16y thì chúng ta có cái điều này đúng không ạ? 8 nhân với Rx cộng 16y. Nhớ là Rx cộng 16y là một đa thức nên chúng ta phải để trong ngoặc nhá. Tiếp theo đó chúng ta nhân cả hai về với Rx cộng 16y đúng không ạ? Với bên trái chúng ta nhân với lại Rx cộng 16y. Thì với bên phải chúng ta cũng phải nhân với Rx cộng 16y để cho phương trình mới tương đương với phương trình đã cho đúng không ạ? Và sau khi chúng ta nhân cả hai về với một cái đa thức Rx cộng 16y thì chúng ta sẽ đơn giản được đúng không ạ? Tử số có Rx cộng 16y, mẫu số có đúng không ạ? Bỏ bên này cũng tử số có, mẫu số có bỏ. Từ đó chúng ta sẽ tìm được được 16y trên 1 đúng không ạ? Bằng Rx trên 8. Từ đó hai phân số bằng nhau thì tích nhân chéo bằng nhau cho nên là 16y nhân 8 đúng không ạ? 16 nhân 8 thì bằng Rx chỉ nhân 1. Rx nhân 1 chính là Rx em nhé. Ở đây tôi có thể coi là chính là số 1 đây, đúng không ạ? Rx nhân 1 và Rx. Thế từ đấy chúng ta sẽ tìm ra Rx bằng 16y nhân 8 chính là 128y. Đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ suy ra được R bằng 128 nhân với y trên x. Y trên x. Thì dựa vào những cái kiến thức được học, chúng ta sẽ lập cái bảng biện luận đúng không ạ? Chúng ta phải tìm ra được y trên x là các giá trị gì thì chúng ta phải tư duy một chút. Ví dụ như nếu hóa trị của các kim loại ký hiệu là A chẳng hạn đúng không ạ, thì hóa trị có thể là 1 đúng không, là 2, là 3, là 4. Nhưng ở đây thì là tỷ lệ cặp chỉ số y trên x. Thế oxit kim loại thì chúng ta thường thấy có những cái oxit ví dụ là Na2O đúng không ạ? Rồi là MgO. Rồi Al2O3. Fe3O4 đúng không ạ? À như vậy là tỷ lệ y trên x thường có các giá trị sau. Thứ nhất là y trên x bằng 1 trên 1 đúng không ạ? Y trên x bằng 1 trên 1. Và chúng ta sẽ cho y bằng 1 x1. Đây chính là y trên x bằng 1 trên 1 đấy. Thì khi y trên x bằng 1 trên 1 là tỷ lệ y trên x chính là số 1 đúng không ạ? 1 trên 1 là 1. Thì lúc đó R bằng 128. Đúng không ạ? Thế thì chả có một cái kim loại nào mà có khối lượng mol là 128 nên là loại. Loại cái trường hợp y trên x bằng 1 trên 1. Tiếp theo chúng ta lại có trường hợp y trên x bằng 1 trên 2, đúng không ạ? 1 trên 2. 1 trên 2. Y bằng 1, y bằng 2 và y trên x bằng 1 trên 2. Và chúng ta hay thay giá trị y trên x bằng 1 trên 2 vào đây. Thì chúng ta ra được R là 64. 64 thì chúng ta có đáp số là đồng đúng không ạ? Một cái kim loại có khối lượng mol là 64 đến là đồng Cu. Tiếp theo chúng ta thấy có các giá trị là y trên x có thể là bằng mà 3 chia 2 đúng không ạ? Y trên x bằng 3 trên 2. Mà chúng ta lắp vào bảng biện luận y trên x bằng 3 trên 2 có nghĩa là y bằng 3 x bằng 2 đấy. Thì khi thay y trên x bằng 3 phần 2 vào đây chúng ta tìm ra được R bằng 192. Nhưng mà điều này là các loại không có một cái kim loại nào có khối lượng mol bằng 192. Loại. Tiếp theo trường hợp Fe3O4 đúng không ạ? Thì y trên x nó bằng 4 trên 3. Y trên 4 trên 3. Người ta lắp vào đây, y trên x là bằng 4 trên 3, y bằng 4 x 3 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm được giá trị R bằng 170,67, nó xấp xỉ. Thì cũng loại trường hợp này, không có một kim loại nào khối lượng mol là xấp xỉ 170,67. Như vậy chúng ta đã có một cái cặp nghiệm duy nhất là y bằng 1, x bằng 2, y trên x là bằng 1 phần 2 và kim loại R là khối lượng mol bằng 64, đó là đồng, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có cái đáp số và y bằng 1, x bằng 2, đúng không ạ? R là đồng, đúng không ạ? Là đồng. Thế từ đó chúng ta tìm ra được cái công thức hóa học của oxit là Cu2O. Y bằng 1 các em nhé, y bằng 1, x bằng 2, R là Cu. Đấy, công thức hóa học là Cu2O và R là kim loại đồng. Thì chúng ta có thể thử lại để kiểm tra chúng ta có làm đúng hay không. Thì cách thử chúng ta như sau.
Rõ ràng là khối lượng mol của CU2O đúng không ạ? Thì bằng 64 nhân 2 cộng 16 bằng 144. Giả thiết cho thì phần trăm của oxy thì bằng 1/8% của đồng, đúng không? Ta kiểm tra nhé, xem có đúng vậy không nhé. Như vậy phần trăm của oxy thì bằng khối lượng của oxy là bằng 16 này, chia tận 144 này, đúng không? Nhân trăm phần trăm. Theo giả thiết thì nó bằng 1/8 phần trăm của kim loại đồng, đúng không ạ? Kim loại đồng thì bằng 64 nhân 2 là 128, chia tổng số 144 nhân trăm phần trăm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng hai bên đều có 144 thì chúng ta bỏ đi nhé, bỏ đi. Ở đây 100% chính là 1 đúng không ạ? Vậy đây là 16, 16. Ở đây 100% chính là 1 đúng không ạ? Vậy đây là 128 trên 8. Thì rõ ràng là 128 trên 8 thì bằng 16. Vậy là đã thỏa mãn đề bài. Vậy chúng ta đã làm đúng. Phần trăm của oxy thì bằng 1/8% của đồng của kim loại R đúng không ạ? Ở trong câu oxit này. Phần trăm của oxy thì bằng 1/8% của kim loại R. Như vậy chúng ta đã làm đúng bài này. Ở cái bài này thì có bạn giải ra là CuO. Có bạn giải ra CuO. Thì thầy sẽ chứng minh là bạn đã làm sai. Bởi vì nếu ở trong CuO ấy, thì phần trăm của oxy là bằng 16 đúng không ạ? Chia tổng cái này là 80 nhân trăm phần trăm bằng 20%. Còn phần trăm của đồng thì bằng 64 trên 80 nhân trăm phần trăm và nó bằng 80%. Và rõ ràng là 20% thì khác 1/8 của 80%. 1/8 của 80% nó là 10%. Như vậy 20% mà khác 10% đúng không ạ? 20% khác 10%. Không đúng như giả thiết, như vậy là CuO là sai. Tiếp theo thì có bạn lại giải là ra Fe2O3 thì cái này cũng sai. Thầy lại chứng minh cho các em xem nhé. Fe2O3 thì khối lượng mol là 160 đúng không ạ? Thì phần trăm oxy thì bằng 16 nhân 3 là 48. 48 chia cho 60 nhân 100% cho bằng 30%. Thế còn phần trăm của kim loại sắt thì bằng khối lượng của nó là 156 nhân 2 là 112 chia tổng khối lượng 160 nhân 100% bằng 70%. Rõ ràng ta có là 30% thì khác 1/8 của 70%. Vì 70% mà chia cho 8 thì nó bằng 8,75%. Thì 30% khác 8,75%. Như vậy là cái đáp án một bạn ra Fe2O3 cũng sai nhé. Và thầy đã chứng minh là cái bài của chúng ta đó là Cu2O. Ở đây đồng hóa trị 1 các em ạ. Trường hợp này đặc biệt. Chúng ta thường làm với đồng hóa trị 2, công thức thường làm bài tập là CuO. Nhưng mà đồng cũng ngoài hóa trị 2 thì còn có hóa trị 1 nữa. Đúng không ạ? Vậy bài này chúng ta kết quả là đồng hóa trị 1. Công thức của nó là CuO2O. Như vậy là sau một hồi làm việc thì thầy đã hướng dẫn các em giải một cái đề thi học sinh giỏi lớp 8. Thân ái chào các em. Hẹn gặp các em ở các video tiếp theo.